Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Nhật ký trên đường xe. Hôm nay thì mình đặc biệt nhất là mình được đi ra đảo chơi sau những ngày dịch bệnh căng thẳng. Cái đảo này có tên là đảo Vua, thì nó nằm ở ngay tỉnh Co Công. Nó rất là đặc biệt là tại vì nằm ở giữa, bên hông là đảo Konosalem và một bên hông là đảo Co Công. Cho nên đặc biệt đảo này là nên hội đủ các yếu tố về du lịch, thương mại cũng như đánh bắt thủy sản. Đây ha, các bạn có thể nhìn thấy từ đó. Cầu đảo Co Công thì nằm nhỏ xíu ngoài kia kìa. Đó, các bạn thấy từ cái cầu tàu. Rồi, bây giờ ha, mình bắt đầu ra đảo chơi. Thì mình đã thuê chú này rồi. Chú này thuê là một lần ra như vậy, một người vậy là 5.000. Thì 5.000 tiền Campuchia là khoảng chừng 25.000 tiền Việt. Và đây là thủy sản. Mực mực ngon quá, mực trứng luôn. Sushi đây vô. Cảm ơn. Nước. Ok. Đây, mình đang ở trên tàu. Đó. Ở đây là cái này. Kirisako. Cái này ở đây á, vùng trong đất liền này mình gọi là Kirisako, tức nghĩa một khu biển. Còn bên đó mình gọi là King Iceland. Đây, chú này lái tàu ha, bắt đầu lái mình qua. Cũng nhanh ghê chứ. Cầm tay. Phê tụi bên mình ai lên cho mày. Cầm tụi bên món. Ok. Nhưng lấy áo cho nhanh kẹp quá. Đó là sushi ra không ra được quần coi. Ok. Nhưng áo cho nó chạy món sushi. Bon. Nã lục bay học khai á. Tôi cái này coi. Ok, tôi còn bỏ. Ok, ok. Bắt đầu khám phá đảo King Island.
thì quan cảnh của mình trước đây ở đây là như thế này đây, trước mặt mình như thế này. Ở bên đây là trong đất liền của mình đó. Trong đất liền bên đây là cái khu vực thủy sản, cái vực mang biển. Bây giờ mình đi đâu đây? Trước mặt mình là một cái nhà quan. Bên trái bên phải ta? Đây hết rồi, chỉ còn bên trái thôi. Mình đi thử bên trái bên đây. Ở đây là bán tạp hóa. Cửa hàng tạp hóa. Ở đây là không biết khu này là ở đây. Ở đây nhìn sao mình có cảm giác giống như cái khu vực giống như là cái gì ở Việt Nam nó gọi cái gì ta? Cái gì mà ngay vườn Phú Quốc, Hòn Thơm, không phải Hòn Thơm ta? Đảo Nam Du. Nó giống giống như đảo Nam Du. Không biết các bạn đi các bạn có cảm giác nó giống cái đảo Nam Du. Mình thấy cái hoàn cảnh chỉ khác có một chút xíu là ở đây tiếng Campuchia, đảo Nam Du là tiếng Việt. Nhưng mà các nhà gỗ rồi các cư dân sống trên đảo thì giống như đảo trên đảo Nam Du vậy. Không biết nhà này nhà gì to quá ta. Này cửa hàng tạp hóa. Đây là khu này không biết khu gì. Một hành tụ rất rương mẫu đi du lịch nhưng vẫn hầu hạ con gái và hầu hạ vợ. Mình say hello con, say hello. Hello. Ở đây là cái chỗ bác sĩ đồ đá bào cho em bé. Bây giờ mình phải kiếm được quán ăn. Không biết quán ăn nó nằm ở đâu. Ở trên này không biết có điện không? Chắc có điện nè. Ở trên này cũng có điện nữa. Các bạn có thấy ha, dây điện đi nè. Nhà đảo này cũng gọi là đảo lớn. Ở đây đông người. Người ta có bán gì đây? Vô coi xem thử. Ở đây bán bánh xèo. Bánh xèo. Mua cái lai mà anh bỏ. Một cái là 15.000. Min con á. Min con á. Cái chị này đẹp ghê ha. Giờ chỉ làm bánh xèo nè. Nó nỉ min ai lên bỏ. Nhâm nhâm. Bây giờ mình đi dạo tiếp. Để cho phụ nữ ăn đi. Bây giờ mình đi tham quan một vòng. Người ta nói ở đây cũng có người Việt Nam nữa. Đa số người Việt Nam từ bên đảo đảo gì? Nam Du. Nam Du với lại cái đảo gì? Hòn Thơm. Cái đường mà từ Hà Tiên đến Phú Quốc á, người ta có một cái đảo đó. Hồi nãy nói tiếng Campuchia quên mất tiêu rồi. Bây giờ mình đi thử xem. Người ta nói có đảo có người Việt Nam. Chỗ nào ta? Cái này cái chợ. Cái đảo cũng lớn quá ta. Trong đây là khu chợ rồi. Đây xì rô đá bào. Tao lớn ăn rồi mà. Rồi, tao đi. Mày sang. Bắt nó đi.
ở đây là khu chợ. Mình xem ở đây có cái gì không. Đố quá. Ồ, có trái sầu riêng nữa nè. Ồ, bò xài. Hôm nay mình vui nó, bò xài. Yun, à. Mình đâu nào? Việt Nam ấy. Việt Nam. Nên Việt Nam là lãnh lụa khởi nghĩa. Ở đó là Việt Nam á hả? Chà, nó có nông năng lãnh lụa ở khởi mây nhưng Việt Nam. Ồ, oh, ok. Còn Việt Nam, còn tiếng Việt Nam ấy. Ok, ở quân đi. Ok, bỏ. Cho tao nói ở đây có người Việt Nam. Chỗ này nè. Mình hỏi. Ủa gì? Ở đây có Việt Nam ở đây không ta? Việt Nam. Ờ, à, gì Việt Nam hả? Ê, à, Việt Nam. Việt Nam đâu nè? Ờ, ở cái này. Ở cái này. Nhưng tàu là Lê Ngọc Đồng ai? Ủa anh, ở đây người Việt hả anh? Ủa, trời, ở đây là tên gì ta? Đảo Vua hả? À, ở đây là có gì chơi không? À dạ không, con đi chơi, con đi lạc ở đây. À, con muốn hỏi thăm ở đây có gì chơi không cô? Đi có đi ra đảo đâu đâu. Dạ. Đảo có ra đảo chơi á. Em qua đảo chưa? Chưa, mới qua đi không biết đi đâu đó. Mới vừa tàu qua. Đi dài qua thấy có cái bảng đưa lên bên tay của mặt mình á, lên lên. À, lại ra đó có cái gì ta? Thì ta đầm nghỉ nhà mát gì cho nó bà đã quay lên mạng đó. Là mấy cái bãi biển á hả? Bãi biển mà các cái nhà ngồi chơi mát gì đó. À giống như cái chòi ngay biển gì vậy? Ăn nhậu phải không? Ủa gì là từ đâu qua? Ở Vũng Tàu. Ủa Vũng Tàu sao qua đây chi vậy? Đây là ăn lâu rồi đó. Hồi nào? Qua hồi nào? Năm 64 vậy. Ủa lâu lắm rồi. Chưa đẻ mày. Ủa mà có quen ai không đây qua? Ở con cậu á, Hàn Quốc á. Ờ. Ở đó bị ổng chết rồi. Là ở đây luôn? Tụi ghê vậy, tôi có mình thôi mà dám qua luôn á hả? Thì lên cha mẹ thì mẹ dẫn lên. À. Sao rồi có chồng con thì gia đình mình đây vậy đó. À, ở đây qua Phú Quốc gần không cô? Có gần đảo nào của Việt Nam không ta? Phú Quốc ở chỗ này xa Phú Quốc. Vậy hả? Sao nãy các ông kia nói có nào gần Việt Nam, đảo gần Việt Nam ở đây ta? Vậy hả? Ờ, còn qua đây không biết đi đâu, nãy giờ kiếm quán ăn không biết nói. Đi chở anh lên sao đảo vòng cho anh coi. Chơi về Việt Nam mình coi đấy. Đi cho coi cái đảo đó được rồi. Đi lần sau rồi. À, thôi không sao đâu, con đi bộ thì tàn tàn con chơi nên kệ không sao đâu. Lên ra đây đi bộ mà. Dạ. Đi vòng vòng đi con mình ăn. Tại vì mấy bạn nó không chịu đi, mấy bạn nó ăn ở bển á. Ờ ăn ở bên kia đó, con nghe nó tàu đi 5,000. Thì con đi qua chơi, tiếng Miên biết chưa dạ câu à. Ừ. Từ đây đây cái tự vô thấy sợ sợ cái kiếm Việt Nam, ta nó có đi tìm. À. Dạ. Rồi con cảm ơn để đi bộ vòng vòng chơi. À, ở đây chúng ta có nhà hàng khách sạn luôn nè. Khách sạn Costaham City, guest house. Hình như là 15 đô một phòng. Đó, khách sạn không biết ở đâu. À, chắc ở đây nè. Đây. Cái này ở đâu? Sofala. Oh, Sofala. Sofala. 20 đô. Mình đi thử coi ở đây nó ra làm sao. Chắc khách sạn này nữa ta. Chắc đây. Như đây là khách sạn. Ở trên đảo này cũng có điện đó nha, cho nên người ta mới xài máy lạnh đó các bạn. Đó, mình thấy ha, nên đây không sao hết. Ở đây ha, cái hoàn cảnh nó hao hao cái đảo Nam Du của mình. Bye bye. Ok, bây giờ mình quay lại mình qua ăn cái bánh xèo. Rồi sau đó mình sẽ ra cái ngoài bãi biển chơi. Bây giờ mình quay trở lại cái bánh xèo. Bây giờ mình ăn xong rồi, bây giờ mình qua chỗ nhà cái cô đó để mình xin chiếc xe để nhờ cổ chở mình đi thử tham quan cái đảo này làm sao nha. Dạ, xin chào cô. Đây cái cô này nè,
cô nhờ con cổ chở mình ra một vòng cô đảo. Ở đây cô bán đồ câu nhiều quá ta, quá trời luôn. Em gửi cho. Ủa không có đăng ký số gì luôn hả ta? Không. Ok con đi xíu xíu. Đây bây giờ mình nhờ em này là người Việt ở sống ở đây, mình chở mình ra một cái dòng lúa đảo. Hả? Nó nè. À là lên hả? Nó sảy đâu vui nè. Sảy á, một sảy á, so so đâu vui nè. Ở Cà Mau á. Xả chi. Mình nói ở đây con gái sao đẹp quá, giống gái Việt Nam đẹp hơn. Thì anh này nói là gái Việt Nam đẹp hơn nhiều. Nó này mình vui chở nó đúng không? Mình chở nè. Rồi. À vui nè. À. Thư thầy chập thầy mẹ. À đây là có cái người Việt nè, người ta ở đây người ta bắt cá. Đánh bắt cá ở ngoài đây. À, chắc đường vô. Ây da. Đây các bạn thấy ha, nó đôi đôi giống như là nó hao hao giống như là cái đảo Nam Du của mình vậy đó. Ở đây nè, rồi có luôn biển đó, các bạn thấy ha. Này đa số chắc là người ta du lịch về. Tao là lên bạn thôi à, tao là lên mau á. À lên mau á. Này những người này người ta đi du lịch á, người ta mới về. À còn nước đá. À cái chỗ hồi nãy là em đó chỉ là chỗ làm nước đá ở trên đảo luôn. Ở đây là nước suối. Nước suối hả? À chỗ này giống như chắc cái mạch nước ngầm, người ta lấy nước suối lên người ta làm. Đây nhà nghỉ khách sạn đúng không? Hotel. À đây cái nào các bạn? Ở đây tôi quá trời nhà nghỉ luôn nha. Mọi người đây ta thuê nhà. Ở đây mắc không? Claim mạnh. Một phay here. À, giá khách sạn đây là từ 15 đô cho đến 20 đô một phòng. Không biết bao nhiêu người chắc nhộn nhét gì được. À đây nè. À bên lục 35 á. À đây là cái khu vui chơi. Đó. À. À, nó đi tàu là lên mẹ. À. Đây là cái khu là người ta đi chơi đây các bạn. Ok, chúc nó này lên ha. À, cùi nó này, tôi lên tích tích. À cua đâu nè mẹ. Đây các bạn ha, quang cảnh của đảo ở đây nè. Bây giờ mình sẽ lấy la cam mình bay một vòng để mình xem thử cảnh đảo như thế nào nha.